Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết Doanh nhân trẻ 2024. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi tình thân của hơn 400 hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội các thế hệ, mà còn là nơi để doanh nhân trẻ nhìn lại những nỗ lực đổi mới và bứt phá, cũng như ghi nhận những thành tựu đã đạt được của mỗi doanh nhân trẻ trong thời gian qua. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chương trình Tết Doanh nhân trẻ năm 2024 đó là lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ Thăng Long, tuyên dương Doanh nhân trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024. Buổi lễ có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh thành và 450 doanh nhân trẻ Hà Nội. Trải qua 20 năm, giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long đã được nâng tầm thông qua quy trình đánh giá, thẩm định bài bản, khoa học. Về tiêu chí thì ban tổ chức cũng quyết định phân làm hai nhóm tiêu chí. Một là liên quan đến doanh nghiệp thì ban tổ chức quan tâm đến cái kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2022 cũng như là năm 2023 là chính. Đó là các chỉ số liên quan đến doanh thu, liên quan đến lợi nhuận, liên quan đến những cái đóng góp của doanh nghiệp và doanh nghiệp, cho ngân sách, cho thuế, bảo hiểm và tạo công việc làm cho số người lao động tại doanh nghiệp. Tại lễ trao giải, 10 doanh nhân trẻ đã được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ Thăng Long. Đây là những gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Cùng với đó là 20 doanh nhân trẻ xuất sắc được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2024. Chiều cùng ngày, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã tổ chức diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam với chủ đề AI Way. Đây là diễn đàn nhằm tạo động lực và khích lệ doanh nhân trẻ thích ứng, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang xâm nhập và làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp. Tết Doanh nhân là một cái chương trình thường niên của Hà Nội BA. Tuy nhiên năm nay chúng tôi chọn cái chủ đề ứng dụng AI vào trong cái doanh nghiệp bởi vì là bây giờ là một xu hướng về AI và nó tiết kiệm rất nhiều cho các công việc chuyên môn, thậm chí là cả những có thể thay thế những cái chuyên gia. Và cụ thể như doanh nghiệp của chúng tôi đã từng áp dụng và chúng tôi tiết kiệm được 5-70% thời gian. Ví dụ ở đây trong cái công việc về thiết kế, trong cái công việc về lập kế hoạch, rồi các công việc về viết các content thì thường là nếu để thực hiện theo cái phương pháp truyền thống thì có thể mất cả ngày, nhưng mà với AI nó chỉ làm trong vòng 10 phút. Tôi nghĩ là doanh nghiệp mà sử dụng AI sẽ thay thế những doanh nghiệp không sử dụng. Cái điều thứ hai là nếu nhiều doanh nghiệp sử dụng AI thì làm sao mình tạo một cái giá trị khác biệt với những doanh nghiệp khác cũng sử dụng AI. Thì cái vấn đề ở đây là vấn đề tư duy. Thứ hai là mình phải biết khi mà mình sử dụng AI mình phải sử dụng cho mục đích gì và mình phải đo lường cái thành công đó. Thì đúng là giống như trong kinh doanh mình sử dụng AI nó giống như là một cái tool, một cái công cụ. Thì lúc đó mình phải tận dụng cái công cụ đó, nó đúng cái mục đích của mình. Và thứ hai là nó đúng theo cái đoạn đường mà mình lập ra, đó là cái sự đo lường thành công của mình nó rất rõ ràng. Thì như vậy thì bao giờ mình có một cái sự đo lường rõ ràng trong kinh doanh hay là trong tất cả mọi cái ứng dụng thì sẽ giúp cho mình biết được là mình đang ở đâu và như thế nào là thành công. Với rất nhiều hoạt động được tổ chức trong chương trình Tết Doanh nhân 2024, đối với cộng đồng doanh nhân trẻ Hà Nội, đây là một ngày truyền thống có ý nghĩa, không chỉ là nơi tôn vinh kỷ niệm Ngày Doanh nhân trẻ Việt Nam 13 tháng 10, mà còn mang nhiều ý nghĩa của ngày đoàn viên, doanh nhân trẻ cùng gặp gỡ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, truyền lửa, động viên nhau tiếp tục phấn đấu, phát triển, tiếp tục thực hiện sứ mệnh, nâng tầm doanh nhân trẻ thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.